cùng nhau đưa thật cao và chúng ta sẽ đung đưa theo tay của anh Huy. Và đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà cô Linh sẽ ghi dấu ấn lại cùng với tất cả các bạn mỗi người một cái trường trung học phổ thông Bình Vũ. Và cô Linh đang ở đâu ạ? Huy vẫn chưa thấy cô Linh đang ở đâu ạ? Quá là nhiều đông đầy những cảm xúc, quá là nhiều những tình yêu thương. Và giống với chủ đề hành trình kết nối yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay, sự yêu thương đến từ các bạn học sinh, sự yêu thương đến từ quý thầy cô ngày hôm nay đã dành chút thời gian. Và bên cạnh đó, đây là món quà mà ban tổ chức đang được quyền sản, đó là Hồ Chí Minh kem đối tặng cho cô. Rồi các bạn ơi, chúng ta đang đưa về điều mà chúng ta làm, ta cùng hát cùng nào. Happy birthday, happy birthday to you. Đúng đưa thế gì mà. Và đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời mà cô Linh sẽ ghi dấu ấn mãi cùng với các bạn khối 11 trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây là những ngôi sao sáng nhất, là những đoạn đến lung linh nhất dành tặng cho cô Linh. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Và ngay bây giờ, tay đâu các bạn ơi. Cảm ơn thầy rất là nhiều.